tôi theo dõi CNN, Fox, CBS. Nhưng trong trường hợp này có rất nhiều điều không được nói đến. Nó gần như chắc chắn là một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tái hợp, đây đơn giản là bản chất cơ bản của chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc là xấu xa. Bất kỳ tác hại nào nó gây ra cho bất cứ ai, có thể được quy trực tiếp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tháng 2 năm 2020, tôi bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của loại coronavirus mới, hiện được biết đến rộng rãi này. Đó là trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, cuộc bầu cử ở Đài Loan, và đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi tên là Joshua Philip, và tôi là một nhà báo điều tra. Thời báo Đại Kỷ Nguyên, tôi đã làm việc được hơn 10 năm. Các hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuộc chiến tranh độc đáo của nó. Video và bình luận của Trung Quốc đã bị rò rỉ. Mặc dù kiểm duyệt, họ đề nghị tình hình nó tồi tệ hơn nhiều so với chế độ mô tả nó. Khi nghiên cứu của tôi tiếp tục, các câu trả lời ban đầu đã thay đổi thành các câu hỏi khác. Tôi sớm nhận ra rằng tình hình phức tạp hơn nhiều hơn họ nói với chúng tôi. Ngày nay, coronavirus đang lan rộng tại hơn 100 quốc gia, vài tỷ mạng sống đang gặp nguy hiểm. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố, tất cả bắt đầu tự phát 29/1/51820 và GT, 1:01:54, 615 tại chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Đây là thành phố lớn nhất ở miền Trung Trung Quốc. Chợ Hoa Nần nằm ở quận thành phố Giang Châu, trong thị trường rộng lớn này, bạn có thể nhận được thịt lợn, hải sản đông lạnh, gia vị hoặc thậm chí thịt thú rừng. Điều đầu tiên liên quan đến dịch bệnh, thu hút công chúng, là một báo cáo nội bộ của Ủy ban Y tế Vũ Hán. Đã có nhiều trường hợp lặp đi lặp lại ở chợ Hoa Nần. Viêm phổi không rõ nguồn gốc, thông báo phát hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2019. Rõ ràng áp đặt một nghĩa vụ đối với tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để báo cáo các trường hợp tương tự của viêm phổi không rõ. Thông báo bắt đầu lan truyền trên mạng và Ủy ban Y tế Vũ Hán đã ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 lần đầu tiên cảnh báo công khai. Trong đó ông tuyên bố rằng một số tổ chức y tế tìm thấy một liên kết giữa các trường hợp viêm phổi và chợ Hoa Nần. Tuy nhiên, thông báo chỉ ra rằng sự truyền tải đó đã không được chứng minh từ người này sang người khác, cũng không lây nhiễm trong nhân viên y tế. Ngày 1 tháng 1 năm 2020 chợ Huân tuyên bố đóng cửa hoạt động, thông báo được theo sau bởi việc dọn dẹp chăn trên thị trường. Mà dường như phát ban với tôi như một nhà báo điều tra. Chuyên gia được công nhận quan y từ Hồng Kông, ông đã cho tôi nỗi sợ rằng động thái này, về cơ bản có nghĩa là phá hủy hiện trường vụ án. Kể từ đó, các quan chức Vũ Hán đã nhiều lần tranh cãi. Hầu hết các trường hợp viêm phổi ở Vũ Hán đã có một kết nối với chợ Hoa Nần, Viện Virus Học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc. Ngày 26 tháng 1 báo cáo rằng 33 trên 585 mẫu từ thị trường Chuan chứa acid nucleic coronavirus mới và virus đã được phân lập thành công từ các mẫu dương tính. Họ nghĩ rằng virus đang đến. Động vật hoang dã đã được bán ở chợ. Từ đó trở đi, chợ Hoa Nần bắt đầu, theo kết luận chính thức, như một nguồn của dịch. Tuy nhiên, một vài ngày sau, báo cáo được công bố trên cổng thông tin khoa học. Phiên bản này đã được đặt câu hỏi. Báo cáo trích dẫn một nghiên cứu từ The Lancet, một trong những tạp chí y khoa nổi tiếng nhất, nơi nghi ngờ được nêu ra về liệu coronavirus huy xăng mới thực sự đến từ thị trường. Bài báo có tiêu đề đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân mắc bệnh như coronavirus 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, được xuất bản trên Lancet vào ngày 24 tháng 1. Tác giả chính của nghiên cứu là Hoang Chao Lin, phó giám đốc bệnh viện Jin Jin Thần, bệnh viện đầu tiên ở Vũ Hán, dành riêng cho điều trị viêm phổi không rõ. Tại sao bài viết này thách thức yêu sách chính thức? Tôi nghĩ rằng bài viết này là rất quan trọng. Nó tiết lộ rất nhiều thông tin quan trọng. Ví dụ, bài báo nói rằng bệnh nhân đầu tiên ghi nhận vào ngày 1 tháng 12. Bệnh nhân này không có mối liên hệ nào với chợ Hoa Nần.
và nó nói rằng không có giữa bệnh nhân đầu tiên và bệnh nhân tiếp theo. Không tìm thấy mối quan hệ dịch tễ. Và sau đó bài viết này cũng nói rằng ngày 10 tháng 12, thêm 3 bệnh nhân được tìm thấy, 2 trong số họ. Họ không đến thăm chợ Hunan chút nào. Phát hiện quan trọng nhất là, trong 14 trên tổng số 41 bệnh nhân, không có liên kết với thị trường đã được thiết lập. Đó là hơn 1/3. Hơn nữa, rơi không được bán trên thị trường. Và các quan chức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng không đề cập đến rằng họ sẽ tìm thấy một số rơi trên thị trường. Nghiên cứu tại The Lancet cho thấy rõ rằng bệnh nhân có thể xảy ra không đã không di chuyển bất cứ nơi nào gần thị trường. Thứ hai, không có rơi trên thị trường, và không phải bất cứ nơi nào gần. Vì vậy, ý tưởng cho rằng một loại virus có thể lây lan rất nhanh. Điều đó đã được nói đến thông qua thị trường, là rất khó xảy ra và không đáng tin cậy. 29 tháng 1 The Lancet công bố phân tích 99 trường hợp được xác nhận tại bệnh viện Jin Jin Thần. 50 trong số họ không có kết nối với thị trường. Theo tạp chí Y học New England, trong số 425 trường hợp được xác nhận trước ngày 22 tháng 1, không có 45 trường hợp đầu tiên từ trước ngày 1 tháng 1. Không có lịch sử liên lạc thị trường. Sự thật quan trọng là các tác giả, hai bài báo trên tạp chí Y học New England, là các bác sĩ, chuyên gia y tế từ Trung Quốc đại lục. Daniel Lucy, nhà dịch tễ học tại Đại học Georgetown, ông nói khi trả lời một bài báo trên tờ The Lancet, rằng nếu dữ liệu là chính xác, người đầu tiên bị nhiễm phải bị nhiễm bệnh, vào tháng 11 năm 2019, do thời gian ủ bệnh, giữa ngày nhiễm trùng và dấu hiệu đầu tiên của triệu chứng. Điều này có nghĩa là virus đã lây lan không rõ ràng giữa những người ở một số vùng của Vũ Hán, thậm chí trước ngày 15 tháng 12, tìm thấy kết nối với một số trường hợp. Tại chợ Hunan, nhóm chuyên gia đầu tiên, từ Ủy ban Y tế Quốc gia đã đến Vũ Hán, ngày 31 tháng 12 năm 2019. Hội đồng chuyên gia đã xác định một bộ tiêu chí chẩn đoán, dựa trên một cuộc điều tra tại Bệnh viện Jin 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 ở Huy Sang. Một trong những tiêu chí là liên hệ trước đó với Hunan, sau đó sốt và hiển thị trình tự bộ gen hoàn chỉnh. Tất cả ba tiêu chí được yêu cầu để xác nhận trường hợp. Tiêu chuẩn này đã được sử dụng cho đến Vũ Hán. Một nhóm chuyên gia thứ hai đến vào ngày 18 tháng 1 năm, bao gồm Chong Nan San. Điều đó đã được sửa đổi. Tại sao các chuyên gia đã thiết lập trong số các tiêu chuẩn chẩn đoán kết nối với thị trường? Khi họ biết ít nhất 1/3 trường hợp, không có gì để làm với thị trường, họ biết rõ rằng 14 bệnh nhân, không có kết nối với thị trường, do đó, rõ ràng là có một nguồn lây nhiễm khác. Tôi nghĩ rằng nó có thể là một hành vi vi phạm pháp luật, hoặc cố tình làm sao lãng, từ một số nguồn nhiễm trùng quan trọng, bằng cách đẩy điểm sai có thể, ngụy trang nguồn thực trong một thời gian dài, và sau đó bạn không điều tra các nạn nhân thực sự. Nhưng bạn tìm thấy manh mối, chỉ nơi nó tỏa sáng. Những con số chúng tôi nhận được từ Trung Quốc, về người nhiễm bệnh và nạn nhân, rất đáng ngờ. Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh đã giữ lại thông tin về dịch bệnh 6 tuần trong tháng 12 và tháng 1, và sau đó khi dịch bệnh ngày 20 tháng 1, chính thức thừa nhận, đã phát động một chiến dịch đàn áp thông tin. Chúng tôi biết vì nhóm khủng hoảng trung tâm, có hoạt động được công bố vào ngày 26 tháng 1. Có 9 người trong danh sách, và trong số họ có rất nhiều người tuyên truyền. Rốt cuộc, phó chủ tịch của nhóm, là trưởng ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có vẻ như mục tiêu chính của đảng là đàn áp thông tin và kiểm tra phiên bản chính thức của sự kiện. Điều này quan trọng với họ hơn, một sự ngăn chặn thực sự cho dịch. Tôi đã ở Trung Quốc khi SARS nổ ra. Họ sơ tán chúng tôi và nó cũng vậy. Nó giống hệt nhau, không có sự minh bạch. Họ đã cố gắng làm điều đó quá lâu, miễn là nó đi cho đến khi nó cuối cùng bật ra. Cả với coronavirus, chỉ hành động khi nó không thể được thực hiện nữa. Ý tôi là theo quan điểm của tôi thì đó là phản ứng của họ giống hệt nhau. Trung Quốc đã công bố toàn bộ mã DNA vi sinh coronavirus vào ngày 10 tháng 1, và nhiều nhà virus học hàng đầu bắt đầu phân tích nó.
đã vào ngày 7 tháng 1 bởi một học giả, Trang Dung Khẩn từ Viện Quốc gia cho kiểm soát và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, cùng với khoa sức khỏe cộng đồng của Đại học Fudan, một nghiên cứu chung cho tạp chí Nature. Nghiên cứu được công bố vào ngày 3 tháng 2, và chỉ ra rằng coronavirus Huy Sang có liên quan chặt chẽ với COP45 và COVID-C21. Hai loại virus lấy từ rơi ở Chosan, quân giải phóng nhân dân. Virus coronavirus có 89,1%, tương tự nucleotide với COP45, và thậm chí cho thấy sự tương tự 100% acid amin trong protein NSP7 và E. Ngay sau khi nghiên cứu được công bố, các nhà nghiên cứu khác đã sử dụng chương trình BLAST, được phát triển bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia, để so sánh trình tự virus dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi chính quyền Trung Quốc vào ngày 12 tháng 1. Kết quả phù hợp với những phát hiện của Trang, một nhà khoa học khác tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, Lu Chouzian, và nhóm của họ đã công bố một nghiên cứu vào ngày 30 tháng 1. Trong The Lancet, nghiên cứu cho thấy virus Huy Sang có tương tự 88% với hai loại coronavirus giống sát có nguồn gốc của rơi ở Jishan, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, phát hiện sớm nhất về loại virus có nguồn gốc từ rơi này. Được ghi nhận bởi một chuyên gia từ Viện Quân sự, trụ sở y tế ở Nam Kinh, trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2018, mà các nhà khoa học từ viện này đã nhận thấy, nhiều loại coronavirus giống sát ở rơi Chosan, được gọi là virus Causan. Nói tóm lại, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng coronavirus Huy Sang hiện đang gây ra đại dịch, rất giống với coronavirus rơi loại sát. Người phát hiện ra Viện Nghiên cứu Quân sự Nam Kinh, nó cho thấy sự tương tự 100% acid amin với protein NSP7 và cho protein vỏ protein E. Sự tương đồng tuyệt vời này cho thấy gì? Thật khó để tìm thấy một trường hợp protein giống hệt 100% khi virus nhảy sang loài khác, và như vậy, theo tất cả các dấu hiệu, rằng virus là quá trình kỹ thuật đảo ngược, tôi chắc chắn tin rằng sự tương tự 100% acid amin cho thấy rằng nó không thể là một đột biến tự nhiên, nó gần như chắc chắn là một phòng thí nghiệm, tái hợp. Vào ngày 21 tháng 1, các nhà khoa học từ Viện Pasteur Thượng Hải đã công bố. Học viện Khoa học Trung Quốc, một nghiên cứu về khoa học đời sống Trung Quốc, trong đó đề cập đến một hiện tượng quan trọng, trình tự phần chính của protein V kép của virus Huy Sang, có mức độ tương đồng cao với virus SARS. Protein S là gì? Nếu bạn nhìn vào hình ảnh quen thuộc của coronavirus, đây là những miếng bọt biển nhỏ trên bề mặt virus. Những protein S còn được gọi là protein tăng đột biến, là công cụ quan trọng nhất đối với coronavirus, để thâm nhập vào tế bào người. Nếu chúng ta so sánh thụ thể ACE2 trên bề mặt tế bào của cơ thể con người để khóa, S protein là chìa khóa mà khóa này có thể làm trên bề mặt tế bào để mở và sau đó thâm nhập vào tế bào, nhân lên ở đó và phá hủy nó. Điều này có nghĩa là virus bây giờ có thể lây nhiễm các tế bào của con người dễ dàng hơn. Và nó có lẽ là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần vào sự thất bại của nhiều cơ quan. Trong trường hợp bệnh nặng, chúng có thể lây lan nhanh hơn nhiều trong cơ thể con người. Độ tương tự protein S cao của SARS-1 và SARS-2 hiện tại, đó là protein tăng đột biến, đó là chìa khóa trong ổ khóa. Nhờ vậy, virus xâm nhập trực tiếp vào tế bào người. Và chúng ta biết đó là protein tăng đột biến gây bệnh từ sắc ban đầu, vì vậy, virus này đã có thể xâm nhập vào mô của con người. Bởi vì protein tăng đột biến của các chủng phát triển tự nhiên, chúng không lây nhiễm tế bào người. Vì vậy, nghiên cứu ở Vũ Hán đang diễn ra, và đã được xuất bản từ năm 2007. Rõ ràng, nếu protein tăng đột biến từ sắc ban đầu đến COVID-19 hoặc SARS-2 sẽ không thể vào tế bào người. Vì vậy, một lần nữa, đây là một bằng chứng khác về virus đó không thể bắt nguồn từ thị trường Huy Sang vi. Làm thế nào bạn có được protein đầu của sắc ban đầu? Từ rơi hay cái gì khác? Nó có nguồn gốc phòng thí nghiệm.
nghiên cứu trình tự gen của virus, đã cho thấy nhiều sự thật cần thiết. Theo báo cáo ngày 28 tháng 2, trong tờ báo Trung Quốc buổi sáng, Phòng Thí nghiệm Thượng Hải P3, lần đầu tiên giới thiệu bộ gen với thế giới, vi sinh coronavirus đã bị đóng cửa theo lệnh của chính quyền, mà làm cho nghiên cứu sâu hơn về virus khó khăn hơn. Giáo sư Trang Dung Khẩn làm việc trong phòng thí nghiệm này, và nhóm của anh ấy đã đăng trình tự bộ gen vào ngày 11 tháng 1, theo một bài báo ngày 26 tháng 2 trên cổng thông tin Caixin. Đội của Dung Khẩn bị cô lập và kết thúc trình tự bộ gen ngày 5 tháng 1, một loại virus chưa biết trước đây. Cùng ngày cô tuyên bố, Trung tâm Lâm sàng Thượng Hải vì sức khỏe cộng đồng khám phá này cho Ủy ban Y tế Quốc gia, và đề nghị các biện pháp phòng ngừa. Đến ngày 11 tháng 1, họ không có phản hồi. Và vì vậy nhóm đã quyết định rằng, trình tự bộ gen của virus được công bố trên viralogical.org. Vì vậy, họ là người đầu tiên trên thế giới công bố trình tự công khai. Theo báo cáo tại Caixin, ông đã có một ủy ban y tế ở Hồ Bắc. Đã một tháng một để thông báo cho các tổ chức tham gia giải mã bộ gen để chấm dứt phân tích mẫu virus vi sinh. Các mẫu virus hiện tại phải được tiêu diệt, nghiêm cấm công bố thông tin về các mẫu, tài liệu và dữ liệu liên quan. Ngày 3 tháng 1 do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành Thông tư 2020, số 3, trong đó một quy định tương tự đã được trình bày. Cho đến lúc đó, cộng đồng khoa học Trung Quốc tích cực. Cô bỗng im lặng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng che đậy điều gì? Điều này cho chúng ta biết chính phủ Trung Quốc, thông tin về kiểm duyệt virus, họ không muốn các mẫu được giải trình tự, cũng không công bố trình tự bộ gen, hoặc để cung cấp cho ngân hàng gen. Thái độ mở ngoặc đơn case của Trung Quốc đối với virus rất đáng lo ngại. Cô mặc kệ anh 6 tuần, nó cho phép virus lây lan khắp Trung Quốc. Cô đã cố gắng để có được các quốc gia khác để bảo vệ mình. Đây là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm. Điều đó không chỉ đe dọa người Trung Quốc, mà còn có người trên toàn thế giới. Nếu không thì không thể nhìn vào. Họ chịu trách nhiệm truyền bá coronavirus này, và sẽ là mỗi khi virus xuất hiện, bởi vì anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại, bởi vì anh sẽ ở bên chúng ta mãi mãi. Anh ta xuất hiện trở lại và mỗi cuộc sống anh ta có. Bất kỳ tác hại nào nó gây ra cho bất cứ ai, có thể được quy trực tiếp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong quá trình kiểm tra trình tự bộ gen, tôi hiểu rằng protein S, vi sinh coronavirus là nhân tố chính, điều đó làm cho nó có thể lây nhiễm cho mọi người. Khi tôi đang tìm kiếm các nghiên cứu liên quan trên Internet, tôi đặc biệt bị thu hút bởi một nhà virus học Trung Quốc. Cô đã dành nhiều năm để nghiên cứu rơi và coronavirus. Cô là người đầu tiên tìm thấy chìa khóa để làm thế nào coronavirus có thể vượt qua hàng rào chéo loài và lây nhiễm trực tiếp vào cơ thể con người. Và cô cũng là người đầu tiên khám phá xác là một sản phẩm của tái cấu trúc. Một số coronavirus giống như xác được tìm thấy ở rơi, tên anh ấy là Xi Zhengli, và có thể là đầu mối quan trọng về nguồn gốc của virus. Wikipedia mô tả Zhengli như nhà khoa học và nhà khoa học Trung Quốc, từ Viện Virus học Vi Sinh, đó là một phần của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Một cuộc điều tra chi tiết hơn cho thấy Xi Zheng, cô ấy là một nhân vật gây tranh cãi, ngay từ đầu của virus Vi Sinh. Đó là vì tác phẩm của cô được xuất bản vào năm 2015, liên quan đến nghiên cứu của riêng cô về virus nhân tạo. Caixin, một phương tiện có trái phiếu Đảng Cộng sản Trung Quốc, phỏng vấn Xiang Geng đã được thực hiện như một nỗ lực để bác bỏ những tin đồn này. Tiến sĩ Trương Si thuộc Viện Virus học Vi Sinh là một trong những chuyên gia coronavirus lớn nhất của Trung Quốc, về coronavirus từ rơi hang động, đã xuất bản rất nhiều ấn phẩm. Phòng thí nghiệm của cô có khả năng thực hiện nghiên cứu này, và cũng có các tùy chọn rất tinh vi để tạo đột biến cho sự biểu hiện gen tốt nhất có thể ở người. Khi tôi tìm kiếm thông tin liên quan khác, tôi phát hiện ra rằng Xi Zhengli không chỉ xuất bản một, nhưng bốn công việc, mỗi người trong số họ chứa thông tin quan trọng. Thâm quyến đã tiến hành nghiên cứu coronavirus rồi.
kể từ khi SARS nổ ra vào năm 2003. Từ năm 2010, bác sĩ bắt đầu với đội của cô, tập trung vào việc xác định các khả năng cho truyền coronavirus chéo loài, và đặc biệt là protein S, virus coronavirus, nói cách khác nghiên cứu nhóm của cô trong phòng thí nghiệm vi sinh. Tập trung vào phần đó, sẽ cho phép coronavirus truyền sang người. Vào tháng 6 năm 2010, ông đã xuất bản nhóm khoa học bao gồm Xi Zheng Li, mô tả nghiên cứu nhằm mục đích hiểu sự nhạy cảm protein ACE2 của các loài rơi khác nhau, đến protein SARS, họ cũng sửa đổi các thí nghiệm, các codon acid amin chính, để biến đổi rơi ACE2 và xem xét khả năng tương thích với protein SARS. Công việc này chứng tỏ rằng họ đã nhận thức được mối quan hệ đặc biệt giữa protein S và thụ thể A2. Điều này cũng có nghĩa là Xi Zheng đã khám phá ra một cách làm thế nào để đưa coronavirus vào cơ thể người. Vào tháng 10 năm 2013, tiến sĩ Xi Zheng Li và nhóm của cô đã xuất bản một nghiên cứu trên tạp chí khoa học hàng đầu Nature. Họ tuyên bố rằng họ đã tạo ra một bước đột phá đáng kể trong nghiên cứu coronavirus. Đột phá là gì? Họ đã phân lập thành công 3 loại virus từ rơi. Một trong số đó có protein S, đã tích hợp vào các thụ thể A2 của con người. Điều này thực sự đã chứng minh khả năng nhiễm SARS trực tiếp cho người, mà không cần một máy chủ trung gian. Một lát sau, vào tháng 11 năm 2015, Xiang Geng với một nhóm từ phòng thí nghiệm Vi Sang công bố một nghiên cứu khác, thời gian này trên tạp chí Y học Tự nhiên của Anh. Đó là về sự xuất hiện của virus nhân tạo, một virus chimeric tự sao chép. Virus này có cấu trúc cơ bản như SARS, nhưng với một protein S khác, với cái họ tìm thấy trên rơi coronavirus, được đề cập trong công trình xuất bản năm 2013. Virus mới này cho thấy một khả năng mạnh mẽ, nhiễm trùng xen kẽ, chuột bị nhiễm virus thiết kế này, cho thấy tổn thương phổi nghiêm trọng mà không có thuốc chữa. Điều này cho thấy việc ghép xác đã thành công, là chìa khóa để mở cánh cửa truyền bệnh giữa các loài. Lo lắng về điều này là các thí nghiệm thành công, những con chuột chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, họ dự định làm nhiều thí nghiệm trên các loài linh trưởng. Mặc dù Xiang Geng đã không đưa ra trong nghiên cứu này, không có kết luận, quyết định của cô để làm nghiên cứu linh trưởng cho thấy rằng cô ấy muốn một loại virus tổng hợp mới, để đưa mô phỏng của bệnh đến gần hơn với con người. Tuy nhiên, đây không còn là một phản ứng. Các thí nghiệm của tiến sĩ Xi Zheng Li đã kích hoạt trong cộng đồng học thuật tranh luận rộng rãi. Simon Wynne-Hobson của Viện Pasteur Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với thiên nhiên, ông nói rằng nếu virus thoát ra, không ai có thể dự đoán được quỹ đạo của nó. Sự lây lan có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Chính xác những gì ông viết về đã được nhận ra, và virus ở khắp mọi nơi, và nó không thể lan nhanh đến các quốc gia khác nhau. Nếu nó không lây lan qua các phòng thí nghiệm, thông qua bài viết các nhà khoa học nghiên cứu nó, các nghiên cứu bổ sung khác hỗ trợ mạnh mẽ cho ý tưởng rằng coronavirus mới này được tạo ra bằng cách tái hợp, nghĩa là cắt và làm mù hai loại virus khác nhau. Công việc của cô chứng minh hoặc ít nhất là ủng hộ mạnh mẽ giả thuyết này, rằng virus không thể tự nhiên truyền bệnh từ động vật sang người, nhưng nó phải phát sinh trong bệnh viện, điều kiện phòng thí nghiệm gần như chắc chắn trong một cơ sở nghiên cứu cấp 4 của Vi Sang. Tuy nhiên, ngay cả nghiên cứu này của tiến sĩ Xi Zheng cũng không dừng lại. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, Xiang Li giảng bài tại Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Sinh học của Đại học Treo Tiên Tượng Hải. Chủ đề là rơi coronavirus và nhiễm trùng xen kẽ của chúng. Có hồ sơ của bài giảng này xóa khỏi trang web của trường đại học, tôi đã tìm thấy hai thông tin quan trọng hơn liên quan đến nghiên cứu nguy hiểm được thực hiện bởi Xi Zheng Li và nhóm của cô. Đầu tiên là ngày 16 tháng 10 năm 2014. Chính quyền Obama thông qua Viện Y tế Quốc gia đã công bố rằng cô ấy sẽ cảnh giác về tiềm năng các mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng liên quan đến các chương trình nghiên cứu biến đổi gen của SARS và cúm.
và nó đình chỉ tài trợ cho nghiên cứu tương tự. Việc tài trợ bị đình chỉ cũng liên quan đến dự án Sung Lee. Kỹ thuật di truyền của coronavirus từ rơi giống sát, và sự hợp tác của cô với Dr. Brad Barrick, nhà virus học tại Đại học Bắc Carolina. Thông tin thứ hai là sau khi Vũ Hán bùng nổ, các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã so sánh trình tự protein S. Vào năm 2019 nCoV sang coronavirus và SARS, họ đã phát hiện ra rằng 2019 nCoV sang coronavirus có 4 trình tự mới được chèn, và cả 4 có thể được tìm thấy trong HIV. Khi bạn tìm kiếm gân banh, Si Khưng đã làm mất uy tín của những quan sát này, ngay cả khi có 4 trình tự chèn, không bao giờ phủ nhận. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học đi qua gân banh, thấy rằng tất cả 4 trình tự chứa, chỉ có 3 virus trong toàn bộ cơ sở dữ liệu. Đầu tiên là HIV, thứ hai là rơi coronavirus được phát hiện bởi tiến sĩ Si Khưng. Và thứ ba là vũ trụ coronavirus. Tôi đã làm công việc này được 40 năm, có phân tích và so sánh trình tự. Virus SARS-2 gây COVID-19, và rõ ràng có gen đến từ con người. Và các loài động vật khác bao gồm màng virus HIVGP41. HIVGP41 là gì? Câu trả lời tôi tìm thấy trên Internet, mô tả GP41 như một protein virus HIV. Hoạt động như một chìa khóa để lây nhiễm vào cơ thể con người. Dẫn đến suy hệ thống miễn dịch, nếu phát hiện ra Judy và các đồng nghiệp của cô được xác nhận. Điều đó có nghĩa là phần lây nhiễm của virus vi sang. Protein S chứa chuỗi protein quan trọng của HIV. Vì vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ về dấu hiệu suy giảm miễn dịch ở người nhiễm bệnh. Họ đã nghiên cứu coronavirus truyền qua người, mà họ đã công bố trong một nghiên cứu. Vì vậy, đây là nghiên cứu họ đã thực sự công bố. Họ đã nghiên cứu về sự phát triển của coronavirus với một người là chủ nhà. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi. Tại sao bạn tạo ra coronavirus có thể lây nhiễm cho con người? Mục đích của nghiên cứu này là gì? Nó có nên là vũ khí không? Cách mà bạn có thể tạo ra một loại vaccine, rằng chỉ có bạn sở hữu và lợi nhuận từ nó. Người Trung Quốc có quyền truy cập không giới hạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Họ có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các nghiên cứu được công bố. Họ có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các trường đại học của chúng tôi. Giáo dục các nhà khoa học, và có quyền truy cập không giới hạn cho các nhà khoa học của chúng tôi. Như bị cáo gần đây, trưởng khoa hóa học tại Harvard, đó là chương trình ngàn tài năng, và sau đó, có hàng chục ngàn người thông minh nhất thế giới. Từ tất cả các ngành khác nhau, những người đi đến Trung Quốc để giúp họ với các chương trình của họ. Và như bạn đã biết tất cả các chương trình này, chúng có hai cách sử dụng. Các cuộc tấn công của Bắc Kinh vào Hoa Kỳ, kéo dài trong nhiều tuần, họ thực sự đáng lo ngại. Nó cho thấy rằng Trung Quốc đang tuyệt vọng, và Hoa Kỳ phải tự bảo vệ mình, bởi vì Trung Quốc đang thúc đẩy yêu sách, rằng chúng tôi đã mang coronavirus đến Trung Quốc. Vì vậy, Mỹ phải đưa ra sự thật về cách Trung Quốc lấy mẫu coronavirus, Canada và Mỹ, và gửi chúng đến Vũ Hán. Chúng tôi không biết chính xác những gì trong phòng thí nghiệm đó. Viện Virus học Huy Sang, nhưng đã đến lúc Mỹ phải tự bảo vệ mình. Ngày 23 tháng 1 năm 2020, virus Huy Sang phát nổ. Trong khi Vũ Hán tuyên bố đóng cửa thành phố, Xi Zhengli và nhóm của cô đã công bố một nghiên cứu cho biết rằng coronavirus Huy Sang có lẽ đến từ một con rơi. Nó được xuất bản vào ngày 3 tháng 2 trên tạp chí Nature. Nghiên cứu chỉ ra rằng để thâm nhập, sử dụng virus vi sang vào cơ thể người, cùng khóa với SARS, nó cũng báo cáo rằng trình tự bộ gen của 2019 nCoV là 96,2% tương tự như rơi coronavirus RATG-13. Đến từ Vân Nam ở Trung Quốc, để tạo ấn tượng rằng virus vi sang có nguồn gốc tự nhiên. Tuy nhiên, tuyên bố của Xi Zhengli về nguồn gốc tự nhiên là nghi vấn. Dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, trong cùng thành phố với phòng thí nghiệm sinh học độ 4, nơi bác sĩ làm việc và trong đó họ làm việc với những virus rất giống nhau. Tâm lý chung sẽ yêu cầu chính phủ điều tra trước, liệu có rò rỉ trong phòng thí nghiệm,
hoặc các vấn đề bảo mật tiềm ẩn. Thay vào đó, chính phủ chuyển hướng sự chú ý của công chúng liên quan. Từ phòng thí nghiệm lớp 4 đến chợ Huân, mà cô xác định. Cho sự bùng phát ngay cả khi không có con rơi nào được bán ở đó. Đồng thời, chính quyền đã chặn tất cả các mẫu virus. Không cho phép các chuyên gia quốc tế tham gia điều tra và sử dụng truyền hình nhà nước để chê bai bác sĩ. Rằng họ đang lan truyền tin đồn một người là Li Huân Liang. Trong đó tiết lộ sự bùng phát của bệnh. Nếu virus vi sinh thực sự xuất hiện tự nhiên, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kiểm duyệt tin tức liên quan? Hoặc chặn cuộc điều tra, phòng thí nghiệm cấp 4 của vi sinh có thể có bí mật. Các mẫu virus và trình tự bộ gen có thể là chìa khóa. Rằng chúng ta cần trả lời câu hỏi của chúng tôi. Khi tôi lần đầu tiên nghe về coronavirus, nó làm tôi vô cùng lo lắng. Hầu như mọi nhiễm trùng bắt đầu ở Trung Quốc, bắt đầu ở tỉnh Quảng Đông, một tỉnh giáp với Hồng Kông ở phía Nam, nhưng Vũ Hán nằm ở trung tâm của đất nước, và điều này rất bất thường, và thực tế là nó có thể đã bắt đầu gần Uchansky. Viện Virus Học Phòng Thí nghiệm Sinh học với mức độ bảo vệ thứ tư đã thực sự vô cùng đáng lo ngại. Nó không phải là một lý thuyết âm mưu để suy nghĩ. Coronavirus đến từ phòng thí nghiệm của Vi Sang. Chúng tôi không biết điều đó vào lúc này. Và cho đến khi chúng ta biết điều đó, có một lý thuyết về nguồn gốc phòng thí nghiệm. Virus chắc chắn là thứ mà chúng ta nên tính đến. Tôi nhận thấy rằng sau khi dịch bệnh bùng phát, Viện Virus Học Vũ Hán vẫn im lặng một cách đáng ngờ. Thông thường, bởi vì nó là Viện Virus Học quốc gia cao nhất, nên là người đầu tiên tích cực ứng phó với tình hình. Trong đó cả nước đang tiếp tục làm việc, để kiểm soát nhiễm trùng như vậy. Anh ta là loại virus gần nhất, và các nhà khoa học của ông đang nghiên cứu chúng. Tình huống hoàn toàn ngược lại xảy ra vào năm 2018 khi Viện có phạm vi bảo hiểm đáng kể trên truyền hình CCTV nhà nước khi họ cố gắng để phát hiện và ngăn chặn dịch virus lợn Quảng Đông. Cần lưu ý rằng Viện Vi Sang có, đầu năm 2020, một số sự kiện bất thường đã xảy ra. Ngày 2 tháng 1 là tất cả nhân viên của Viện, đã gửi một email từ CEO. Chủ đề của email là thông báo nghiêm cấm tiết lộ. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến viêm phổi Vi Sang không rõ. Ủy ban Y tế Quốc gia quy định rõ ràng rằng, bất kỳ phát hiện, dữ liệu thực nghiệm, kết quả và kết luận liên quan. Dịch này có thể không được công bố trong nội bộ hoặc trên các mạng xã hội. Và không có phương tiện truyền thông, bao gồm cả phương tiện truyền thông nhà nước, hoặc các tổ chức hợp tác, và bao gồm bất kỳ công ty dịch vụ kỹ thuật. Vào ngày 21 tháng 1, Hoa Kỳ cung cấp miễn phí cho Trung Quốc. Remdesivir mới, được sử dụng để điều trị vi sinh coronavirus, và được cấp bằng sáng chế bởi Viện Virus Học Vi Sinh. Vào ngày 3 tháng 2, bác sĩ Usiawa sử dụng tên thật của mình. Sự kiểm soát hỗn loạn trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Sung Lee có thể dẫn đến một virus vi sinh thoát khỏi phòng thí nghiệm. Ngày 4 tháng 2, tỷ phú Suipo, người đứng đầu DOE, tiết lộ bằng tên thật của mình rằng việc tạo ra virus vi sinh và sự trốn thoát của nó là một viện nghi ngờ về virus học của vi sinh. Vào ngày 7 tháng 2, nó chính thức nắm quyền kiểm soát phòng thí nghiệm P4. Viện Virus Học hàng đầu Vi Sang, chuyên gia về vũ khí sinh hóa Chen Wei của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Vào ngày 14 tháng 2, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tân Cương kêu gọi đưa vào an toàn sinh học trong an ninh quốc gia Trung Quốc, và sự nhanh chóng tạo ra một luật an toàn sinh học. Vào ngày 15 tháng 2, Viện đã kịch liệt bác bỏ những tin đồn lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc về việc tốt nghiệp Trang Gen Linh. Cô ấy đã kiên nhẫn không và cô ấy đã chết. Hình ảnh, tiểu sử và công việc chuyên nghiệp của cô tuy nhiên đã bị xóa khỏi trang web chính thức của Viện, và chỉ còn lại tên cô. Vào ngày 17 tháng 2, một nhà nghiên cứu tại Viện Chen Quan Cheo sử dụng tên thật của bạn, mà Tổng Giám đốc của Viện, Hoang Zheni bị nghi ngờ rò rỉ virus. Tôi tốt nghiệp năm 1980 tại Đại học Virginia. Công việc đầu tiên của tôi là tại Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia. Người có trụ sở tại Fort Detrick, Maryland, ở cùng một nơi với USAMIID.
Viện Nghiên cứu Quân đội Hoa Kỳ về các bệnh truyền nhiễm. Đó là một cơ sở an toàn sinh học 4 cấp tương tự như một cơ sở của Huy Sang. Trong các cơ sở này là những nhà nghiên cứu. Tôi đã ở đó, và bạn thấy vi phạm an ninh và nó ở khắp mọi nơi. Và do đó tôi không nghi ngờ gì về việc phòng thí nghiệm Trung Quốc độ 4. Cũng như thiếu an ninh và kỷ luật, bạn có thể tranh luận rằng họ không quan tâm. Có một nghi ngờ về sự rò rỉ virus, kiểm soát được thực hiện bởi một chuyên gia vũ khí sinh hóa quân sự. Hơn nữa về luật an toàn sinh học, khi bạn tiếp nhận và đặt các từ khóa này trong phối cảnh. Điều này cho thấy phòng thí nghiệm P4 này không phổ biến. Viện nghiên cứu học thuật. Vì vậy, tôi quyết định khám phá phòng thí nghiệm Huy Sang P4 từ khi thành lập. Vào ngày 23 tháng 1 khi Vũ Hán bị cách ly. Trang web của Pháp CSALLE.fr đã xuất bản một bài báo. Trong đó tiết lộ nhiều chi tiết hợp tác giữa Pháp và Trung Quốc thành lập phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán. Năm 2003, sau khi dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đã hỏi chính phủ Pháp về hỗ trợ xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Virus học cấp cao nhất, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Pháp Raffarin. Cả hai nước đã ký hợp đồng về việc xây dựng chung của phòng thí nghiệm P4. Đó không phải là không có bất đồng. Theo hợp đồng, cô chịu trách nhiệm xây dựng phòng thí nghiệm. Công ty kiến trúc Pháp ATV từ Lyon, nhưng chính quyền Trung Quốc cuối cùng đã ủy thác công việc. Một công ty IPPA Huy Sang địa phương, theo điều tra của Pháp, bảo mật bên ngoài DG, IPPA có mối quan hệ rất chặt chẽ với quân đội Trung Quốc. Một số trong đó đã bị CIA làm nhăn trong quá khứ. Trong số 12 phòng ban của công ty, thậm chí là một văn phòng cụ thể của chính quyền quân sự. Người Pháp liên tục bị trễ, do rủi ro bảo mật, trước khi phòng thí nghiệm Huy Sang P4 hoạt động đầy đủ vào năm 2017. An ninh Pháp nghi ngờ rằng, ở đây chế độ Trung Quốc tiến hành thí nghiệm với vũ khí sinh hóa. Ông chủ thực sự của P4 là ai? Phòng thí nghiệm Huy Sang P4 thuộc Viện Virus học Huy Sang, và ông điều hành Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, giám đốc của phòng thí nghiệm là Doan Trinh, ai cũng là người lãnh đạo, chi nhánh Huy Sang của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, họ chịu trách nhiệm thiết kế và tài trợ cho việc xây dựng. Cựu phó hiệu trưởng học viện, Giang Mạc Thành từ năm 1999 đến 2011, và Chen Chu từ năm 2000 đến 2007. Chiang Meng-kheng là con trai cả của cựu chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Chiang Chứa-mín. Sau khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, sau vụ thảm sát Thiên An Môn, con trai ông gia nhập học viện và lãnh đạo viện, phát triển và nghiên cứu các công nghệ tiên tiến. Chiang Meng-kheng thành lập Viện Khoa học Tự nhiên Thượng Hải, và với Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Cao đẳng và Đại học Thượng Hải, Bệnh viện Thượng Hải, Bệnh viện Quân đội, và các tổ chức nghiên cứu quân sự. Đã tạo ra một nhóm lợi nhuận của các tổ chức khoa học. Họ đã kiểm soát các dự án nghiên cứu khoa học lớn. Và sự phân phối lại các nguồn tài chính khổng lồ. Chiang Cheng, con trai của Chiang Meng-kheng, là cổ đông lớn của Wuxi Optech, kiểm soát tập đoàn dược phẩm Phó San, nhà cung cấp độc quyền của Trung Quốc Remdesivir. Về bản chất, Chiang Chi-khen là một người chủ chốt, trong nền tảng của một phương pháp chữa trị cụ thể cho dịch này. Chen Chu là chủ tịch hiện tại, Hội Chữ Thập Đỏ ở Trung Quốc, đã phải đối mặt với nhiều vụ bê bối kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Năm 1999, khi Giang Trạch Dân nắm quyền, Quân đội Giải phóng Nhân dân xuất bản một cuốn sách, được gọi là Chiến tranh không giới hạn, trong đó thảo luận về các chiến lược chiến đấu. Quốc gia yếu hơn với quốc gia mạnh hơn, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Một trong những tác giả của cuốn sách Chiêu Liêng, đã viết. Sau cuộc khủng hoảng eo biển đầu tiên ở eo biển Đài Loan, chúng tôi nhận ra rằng nếu quân đội Trung Quốc và Mỹ đụng độ, đối mặt chúng ta đang ở thế bất lợi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một chiến lược mới. Làm thế nào để giúp quân đội của chúng ta làm chệch hướng sự cân bằng quyền lực có lợi cho chúng ta? Chiến lược mới này được gọi là một cuộc chiến không giới hạn. Với các phương tiện khác nhau và không có sự kiềm chế. Không có bất kỳ hạn chế. Chúng có thể là phương tiện quân sự,
bao gồm chiến tranh du kích khủng bố, chiến tranh sinh hóa. Hoặc chúng có thể là phương tiện phi quân sự, như sản xuất ma túy, ngộ độc hủy hoại môi trường, và sự lây lan của virus máy tính. Chuyên gia về chiến tranh sinh học của Israel, và một cựu nhân viên mật vụ, Danny Soham, xuất bản năm 2015 bài báo. Trong tạp chí nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ, ông chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ không bỏ lỡ, không có công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ có thể sử dụng quân sự. Bài báo đề cập rằng Trung Quốc có 12 cơ sở, báo cáo Bộ An ninh Nhà nước, và 30 cơ sở thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân, tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất, và thử nghiệm hoặc lưu trữ vũ khí sinh học. Giáo sư Francis Boyd, tốt nghiệp Đại học Harvard, đã tìm ra khái niệm về luật chống khủng bố về vũ khí sinh học năm 1989. Đã nói rõ rằng coronavirus mới mà chúng ta đang đối mặt ở đây là một vũ khí sinh học tấn công. Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đã cho thấy mối quan tâm tương tự trong báo cáo đánh giá của nó. Tổ chức này tin Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu các dự án chiến tranh hóa học tiên tiến, bao gồm nghiên cứu, phát triển, sản xuất, và vũ khí. Đảng Cộng sản Trung Quốc được biết đến vì có một danh mục vũ khí sinh học chủ động, bao gồm các hoạt động nghiên cứu do nhà nước tài trợ. Tôi tin rằng họ làm, tôi tin rằng họ đang phát triển, tôi nghĩ họ muốn trở thành quốc gia tiên tiến nhất trên trái đất. Khi nói đến vũ khí sinh học, giống như tôi tin rằng họ đang buộc phải loại bỏ nội tạng. Và tôi cũng tin rằng, có trại tập trung Uyghuri, đúng như tôi tin, họ đã giết chết hàng triệu tín đồ Pháp Luân Công một cách có hệ thống. Chế độ này vẫn giống nhau. Bạn không thể tin tưởng vào anh ta. Tôi muốn nói rằng Vũ Hán là một khu vực rất quan trọng. Theo nghĩa là có nhiều mối quan tâm về tham vọng của Trung Quốc, như một phần của kế hoạch dài hạn thống trị toàn cầu. Tôi có thể nói rằng, học thuyết quân sự của họ cho thấy rằng họ có ý định lực lượng quân sự và chính trị thống trị ở Thái Bình Dương. Tôi đã nói chuyện với các thành viên cấp cao của chính quyền Trump, người đang nói chuyện với các tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc. Và đây là cơ bản những gì họ nói. Đó cũng là trong học thuyết quân sự của họ. Vì vậy, chúng ta cần khám phá đầu mối mới này. Đây là một tập vũ khí sinh học từ Vũ Hán. Điều này có nghĩa gì với những thứ khác mà chúng ta đã thấy không? Bởi vì người Trung Quốc đã nói rồi. Đây là ý định của họ. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải phân tích nó thông qua quan điểm này. Điều này có nghĩa gì trong một quan điểm chính trị rộng lớn? Trung Quốc dự định làm gì để thống trị khu vực, và có khả năng trên toàn thế giới? Chúng ta không phải suy đoán rằng chúng ta đang có chiến tranh. Tháng 5 vừa qua, thông qua Nhật báo Nhân dân, Đảng Cộng sản xuất bản một bài báo tự xưng là Cuộc chiến Nhân dân chống lại Hoa Kỳ, họ tuyên chiến với chúng tôi. Chúng tôi phải trả lời rằng đó là một cuộc chiến, Trung Quốc tự nói với chúng tôi. Hiện nay, đại dịch phi sang coronavirus mở rộng ra khoảng 180 quốc gia, và không có dấu hiệu chậm lại. Hoa Kỳ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Châu Âu đã trở thành một trung tâm mới của dịch. Bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, Louvre, và tháp Eiffel bị đóng cửa cho công chúng. Những cảnh bi thảm mà chúng ta chỉ thấy trong các bộ phim Hollywood trước đây, hiện đang diễn ra trực tiếp trên sân khấu thế giới, và xem xét bao nhiêu WHO sẽ đến tay, bằng cách tuyên bố chế độ Trung Quốc. Tôi không thể tự hỏi vai trò của WHO, trong đại dịch thảm khốc này. Tôi nghĩ bạn chỉ cần nhìn vào bức ảnh, nơi Tedros bắt tay với Tân Cương. Bạn đã ở đó và Tedros đang đến, và điều đó thực sự chỉ ra cách Trung Quốc kiểm soát nhiều trong số các tổ chức quốc tế. Bạn có thể thấy rằng WHO về cơ bản theo sau hướng dẫn của Trung Quốc. Bạn có thể thấy rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tương tự những gì Trung Quốc làm. Ngay từ khi bắt đầu dịch coronavirus, Đảng Cộng sản đã làm mọi thứ để ngăn chặn Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và những người khác trong việc điều tra nguồn gốc của bệnh này. Chúng tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng thực tế là Đảng Cộng sản che giấu nó, nên được quan tâm rất nhiều cho chúng tôi. Và sau đó bạn thấy WHO đã tham gia một vai lớn như thế nào trên YouTube.
hiện được liệt kê dưới mỗi video YouTube, ngay cả dưới video của Chris Martinson, mà tôi nghĩ chỉ là sự thật. Nhưng hiện tại, YouTube đang buộc bạn phải liên kết với WHO để đi đến trang web của họ. Vì vậy, bất cứ ai không biết WHO là ai, đến trang web của họ để tìm tuyên truyền. Không có sự thật, không có sự thật. Và thế là họ được tuyên truyền. Anh ta học cụm từ chính trị của WHO. Và nó cũng rất, đối với các tập đoàn Mỹ, đó là một sự xấu hổ. Đặc biệt là đối với phương tiện truyền thông xã hội như Google, Facebook và Twitter, anh ta đang cố kiểm duyệt chặn hoặc bí mật chặn, hoặc thao tác các thuật toán, và VV, để tránh tranh luận chân thành. Cách tốt nhất để trả lời tất cả điều này là để nói, chúng tôi muốn sự thật. Vấn đề lớn nhất tôi gặp phải trong suốt 40 năm sự nghiệp, đánh không chiến đấu với virus, hoặc trong việc tìm kiếm điều trị bằng thuốc kháng virus, đó là một cuộc đấu tranh với một hệ thống được xác định để che giấu và bức hại bất cứ ai tiết lộ sự thật đằng sau tất cả. Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế ngày nay về cơ bản chấp nhận một thái độ như vậy mà khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bảo họ làm gì đó. Vì vậy họ sẽ, tôi không ngạc nhiên với những gì WHO nói. Tôi không ngạc nhiên bởi ICO. Điều đó về cơ bản đã chặn người. Dòng tweet về Đài Loan. Ý tôi là toàn bộ hệ thống. Và nhân tiện đây là lý do tại sao Chiến lược An ninh Quốc gia ban hành vào tháng 12 năm 2017. Ông nói những gì ông nói, rằng chúng ta cần bảo vệ cộng đồng của mình. Không chỉ Hoa Kỳ, mà tất cả các nền dân chủ. Chúng ta cần xây dựng lại chúng, và không đầu tư vào chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến chương trình Con đường tơ lụa mới của họ và chương trình Made in China 2025. Chúng ta phải khuyến khích mọi người tin vào dân chủ một lần nữa. Nước nào cũng có bệnh, nhưng ở Trung Quốc họ trở thành tình trạng khẩn cấp quốc gia và tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Bởi vì bệnh thực sự là chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một thế giới rộng lớn và một chiến dịch không thông tin tích cực, buộc tuyên truyền leo thang trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu vào việc đẩy lùi cảm giác tội lỗi của chế độ Trung Quốc vì không quản lý vi sang coronavirus, để phân phối tranh chấp quốc tế và kết xuất chế độ như một dịch bệnh criminal thành công. Trong các cuộc phỏng vấn điều tra của tôi, nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã từ chối cuộc phỏng vấn. Ai nghĩ rằng virus có nguồn gốc phòng thí nghiệm, họ từ chối phỏng vấn từng người một. Một số đã hoàn toàn tránh chủ đề về nguồn gốc virus. Một số người đã viết luận cứ khoa học, họ đột nhiên rút công việc. Tôi cảm thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hấp thụ tất cả mọi người, các nhà virus học thế giới vào một mạng lưới kiểm duyệt khổng lồ. Im lặng vào lúc này có thể có hậu quả vì sức khỏe và cuộc sống của hàng tỷ người. Tôi theo dõi CNN, Fox, CBS và cố gắng đưa ra đánh giá của riêng tôi. Nhiều lần tôi phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra bởi vì những gì họ không nói về. Và trong trường hợp này, không có nhiều điều để nói. Vấn đề là, họ muốn kiếm tiền ở Trung Quốc. Họ sợ rằng nếu họ lên sóng thì sẽ có hậu quả. Điều này cho thấy làm thế nào? Đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tự do ngôn luận ở phương Tây. Bởi vì những công ty này kiếm tiền ở Trung Quốc, và họ sợ họ sẽ mất nó, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trừng phạt họ khi họ đăng nội dung đó, hoặc cho phép nó được phát sóng, không có lý do khác. Những người xem của bạn chưa từng thấy nó trước đây, tôi rất khuyên bạn nên dùng Chernobyl. Tôi có thể nói rằng mô hình quản lý tương tự đã gây rối ở Chernobyl. Hiện đang được áp dụng cho coronavirus. Tất cả mọi thứ bạn thấy là sai ở Chernobyl. Có tiềm năng ở đây. Tôi không nói rằng nó sẽ rất tệ. Tôi chỉ muốn nói rằng Đảng Trung ương và quyền lực của họ là những gì họ muốn bảo vệ. Các vấn đề của người và người là thứ yếu đối với họ. Đảng Cộng sản có hại và vô trách nhiệm. Nó thúc đẩy các chính phủ để giữ cho biên giới của họ mở. Và đồng thời cô phải biết nó sẽ có kết quả trong sự lây lan nhanh chóng của coronavirus sang các nước khác. Đây là loại hành vi tồi tệ nhất, và thế giới phải hiểu rằng không thể có hòa bình, không thể có trật tự và ổn định trên thế giới
miễn là Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Họ đã viết một bài báo trên tạp chí Phố Wall. Trung Quốc là căn bệnh của châu Á. Họ nên cải tổ nó. Trung Quốc không bị bệnh. Đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó là căn bệnh của châu Á. Đảng Cộng sản có những quy tắc làm cho người nghèo. Và đây không chỉ là một phản ứng với coronavirus. Chúng tôi cũng thấy điều này trong việc đàn áp các quyền của họ. Và về việc nắm giữ 1 triệu, hoặc thậm chí lên tới 3 triệu người trong các trại tập trung. Đây là bản chất của chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc là xấu xa, trong khi Trung Quốc giả vờ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trên thực tế, làm nhiều điều làm suy yếu luật pháp và nhân quyền. Chúng tôi tại Đại Kỷ Nguyên, chúng tôi đã gọi vui sang coronavirus hay COVID-19 virus Trung Quốc. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giữ bí mật về dịch bệnh và không thể quản lý được. Đã dẫn đến sự lây lan của virus trên khắp Trung Quốc và đã tạo ra một đại dịch toàn cầu. Vào ngày 24 tháng 3, luật sư của Texas Larry Clayman đã nộp đơn phù hợp với Tòa án Liên bang Texas, trong đó yêu cầu chính phủ Trung Quốc cho ít nhất 20.000 tỷ đô la. Clayman nói trong tuyên bố của mình, tôi trích dẫn, người Trung Quốc là người tốt, nhưng không phải chính phủ của họ, và chúng ta phải khiến cô ấy phải trả giá đắt. Vào ngày 4 tháng 4, nhà tư tưởng người Anh, hội Henry Jackson, ủng hộ trong công việc của mình ý tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc nên Vương quốc Anh bồi thường 351 tỷ bảng Anh, và rằng chính phủ nên yêu cầu nó, thông qua các tòa án quốc tế, trong cùng một công việc yêu cầu bồi thường cũng được định lượng, cho toàn bộ G7 trị giá 3,2 nghìn tỷ bảng, cho thiệt hại gây ra bởi sự che giấu của dịch. Cùng ngày, cô đã gửi Hiệp hội Luật sư Toàn Ấn Độ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng Trung Quốc trả tiền không xác định, số tiền để bù đắp cho thiệt hại do dịch coronavirus gây ra. Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng đã vi phạm các quy tắc y tế quốc tế, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Họ phải tự xây dựng lại, hành động, điều tra để tiết lộ sự thật, khởi xướng các biện pháp trừng phạt chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và yêu cầu bồi thường lớn, cho cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, dẫn đến thiệt hại lớn về sức khỏe và kinh tế, giống như những người ở Đài Loan và Hồng Kông, những người khăng khăng. Rằng chỉ khi chúng ta tránh xa cuộc xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi Trung Quốc, chúng ta có thể vẫn an toàn trước thảm họa toàn cầu này. Hãy tự bảo vệ mình, hãy bắt đầu xây dựng đất nước của chúng ta một lần nữa. Hãy bắt đầu đầu tư vào con người của chúng ta. Hãy khuyến khích mọi người yêu thích dân chủ, minh bạch và thị trường tự do. Và không phải những gì họ có ở Trung Quốc. Về cơ bản là đi. Nếu bạn đọc cái gọi là tài liệu số 9, tài liệu nội bộ bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chống lại từng giá trị này. Ý tôi là điều này cho chúng ta một cơ hội thực sự. Suy nghĩ lại về thế giới mà chúng ta muốn sống. Và đứng ở phía bên phải của một thế giới như vậy. Tôi muốn họ thấy bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì khi họ nhìn thấy cô, họ bắt đầu thức dậy. Và khi điều đó xảy ra, các nền dân chủ sẽ bắt đầu phát triển trở lại. Và khi điều đó xảy ra, có lẽ, thậm chí có thể người dân Trung Quốc sẽ có cơ hội này. Virus này phải mang đến một thông điệp cho tất cả chúng ta trên trái đất này. Chúng ta phải tạm dừng trong thời gian vội vã của chúng tôi, và nghiêm túc xem xét ảnh hưởng của chúng ta, không ngừng mở rộng nghiên cứu khoa học và phát triển, chẳng phải chúng ta đã đi quá xa sao, mong muốn và tham vọng của chúng ta không đi ngược lại quy luật tự nhiên, và họ có dẫn chúng ta đi ngày càng xa khỏi hướng mà thiên đàng đã đặt chúng ta không? Có lẽ khi virus này qua đi, chúng ta có thể khám phá lại các giá trị truyền thống của chúng ta, trở về với lòng tốt và đạo đức, đến gia đình và cộng đồng. Tôi tin rằng virus không thể tồn tại ở nơi mọi người có lòng trắc ẩn trong trái tim họ.